HP và motor 5 HP 1 pha. Bộ đuổi xe dây đai 5 HP 1 pha. Mình cái kiểm tra cái này nó đủ chưa? Đủ đặt công nghệ lên đó. Người đang chờ ai hả? Chờ đâu, có điện 1 pha, 3 pha mà đúng 1 pha nữa mà. 1 pha cho nó khỏe. Đóng lên phòng, đóng ra.
Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.